Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đinh Tiến Dũng mảnh ghép hoàn hảo cho Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ. Như vậy là sáng ngày 31 tháng 3, như mạng xã hội đã khẳng định từ 2 tháng trước, ông Vương Đình Huệ, đương kim Bí thư Hà Nội đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Thực tế, ngay ở thời điểm nhậm chức, ông Huệ chưa từ nhiệm chức Bí thư Tại ủy Hà Nội. Như vậy là cho đến giờ, ông Vương Đình Huệ đang kiêm nhiệm hai chức vụ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. Ai sẽ kế nhiệm ông Vương Đình Huệ, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, khi ông Huệ Nhuệ đã là Chủ tịch Quốc hội? Câu trả lời: bí mật. Tuy nhiên, bí mật đó đã được tờ Thời báo .de nói lên ở bản tin lộ diện tân Bí thư Hà Nội được phát vào ngày 7 tháng 3. Đó là những tin tức đã bị rò rỉ. Nó chứng tỏ trò bầu cử Quốc hội hôm nay chỉ là một vở kịch tốn kém trước toàn dân mà thôi. Công tác cán bộ là việc riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng người dân có quyền quan tâm vì lãnh đạo xấu hay tốt đều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhưng họ bị Đảng gạt hết ra ngoài và mãi mãi không có quyền gì trong vấn đề này cả. Thực ra, nói là Đảng lo công tác nhân sự, chứ thực chất trong công tác ấy chỉ nằm trong tay một vài cá nhân có quyền lực mà thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng là người nắm trong tay nhiều quyền lực nhất, nên công tác chỉnh đốn Đảng là đặc quyền, đặc lợi của ông ta, muốn trừng phạt ai ông ta sẽ làm. Chỉ có ông mới có quyền ra tay thay người này nâng đỡ người kia, từ đó tạo ra xu hướng độc đoán, khiến trò chơi quyền lực trở nên quyết liệt hơn. Một người như Nguyễn Phú Trọng khi lên chức, ông sẽ tạo điều kiện cho đàn em lên chức theo, và cứ như vậy, từ người đứng đầu nhóm lợi ích đến người theo phó, tá túc cứ dần dần đi lên và thế lực trở nên ngày một mạnh. Ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây hay bất kỳ một quan chức đứng đầu nhóm lợi ích nào khác đều làm theo cách này. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu nhóm thì ông Vương Đình Huệ là người kế thừa. Cứ mỗi lần ông Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực thì đưa ông Huệ lên một nấc thang quyền lực mới. Và cho đến nay, ông Vương Đình Huệ đã được vào tứ trụ và vị trí có thể cạnh tranh chức Tổng Bí thư với nhiều đối thủ khác. Đối với ông Vương Đình Huệ thì ắt ông cũng có tham vọng là người thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng ở vị trí Tổng Bí thư trong tương lai và là người đứng đầu nhóm lợi ích mạnh nhất bây giờ. Và đó là lý do ông Vương Đình Huệ nâng đỡ đàn em của mình. Và cách ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng vây cánh bằng cách tạo thế lực cho ông Vương Đình Huệ. Lãnh đạo quyền lực nhất ở địa phương cấp tỉnh là Bí thư tỉnh, Thành ủy, đặc biệt là ở ba thành phố trung tâm của ba miền Bắc, Trung và Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ 12, tức là năm 2016 đến 2021, ở cả ba thành phố trên, Bí thư Thành ủy đều buộc phải thay giữa chừng do vi phạm kỷ luật của Đảng với mức độ khác nhau. Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, bị thay vào tháng 5 năm 2017, sau đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng thì bị miễn nhiệm vào tháng 10 năm 2017. Trước đó bị cảnh cáo, và ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Hà Nội thì bị điều chuyển vào tháng 2 năm 2020. Trước đó cũng đã bị cảnh cáo. Điều đó cho thấy vị trí bí thư các thành phố lớn là những vị trí nóng, nó được xem là chiến trường để các phe giành giật quyền kiểm soát. Vào năm 2016, thành phố Hà Nội đã rơi vào tay Hoàng Trung Hải và Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tay Đinh La Thăng. Cả hai người này đều là tay chân, được cho rằng rất thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và trong 5 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng lá bài chống tham nhũng loại bỏ hai nhân vật thân cận Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Ông Vương Đình Huệ từ phó thủ tướng về chám vào chiếc ghế bí thư thành phố Hà Nội vào năm 2020, vừa kịp lúc từ đó làm bàn đạp tiến thẳng vọt một trong bốn tứ trụ của triều đình. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông từng là giảng viên đại học với học hàm giáo sư. Ông cũng có các quá trình công tác thăng tiến như các lãnh đạo kỹ trị, từng giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 12. Ông Huệ là nhân tố quy hoạch được ủng hộ bởi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và từng được luân chuyển làm trưởng ban Kinh tế Trung ương vào năm 2012-2016.
Tuy nhiên, khi được giới thiệu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 11, ông đã bị loại tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 vào tháng 10 năm 2012, lúc đó mà thế lực Nguyễn Tấn Dũng còn rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ. Nhiều quan điểm cho rằng thông tin ông Vương Đình Huệ sẽ là người kế vị tứ trụ, thậm chí chức tổng bí thư, nhưng thiếu tiêu chuẩn trải nghiệm lãnh đạo một địa phương cấp tỉnh. Bởi vậy, có lẽ việc điều động ông làm tổng bí thư Hà Nội cũng là giải pháp đối phó có chủ đích, là thuyết âm mưu của thành phần chống đảng, nói xấu đảng. Tuy nhiên, những lời đồn đoán được cho là thuyết âm mưu trước kia nay đã dần dần trở thành hiện thực. Ông Vương Đình Huệ đã nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Và tới lượt ông Vương Đình Huệ tạo thế lực cho ông Đinh Tiến Dũng kế nhiệm chức bí thư thành ủy của ông Huệ. Theo thông tin dò rỉ từ 3 tuần trước đây, thì đó là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài chính như ông Vương Đình Huệ trước đây. Sự nghiệp ở Trung ương của ông Đinh Tiến Dũng bắt đầu từ năm 2021, khi đó ông Dũng được ông Vương Đình Huệ giới thiệu thay cho mình là Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu mang tính thủ tục. Ông Dũng là người đề xuất và được 100% thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 nhất trí cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập cơ quan thanh tra riêng vào ngày 16 tháng 1 năm 2013. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông được ông Vương Đình Huệ giới thiệu chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay cho ông Huệ trở về bên ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Sau đó, Quốc hội Việt Nam khóa 13 cũng đã miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và bầu ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính một cách hình thức. Vào tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 cũng phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm ông chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vào sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, ông Đinh Tiến Dũng là bộ trưởng đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 11. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông Dũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Như vậy, có thể nói, ông Đinh Tiến Dũng là từ trong lò của Bộ Chính trị mà ra. Cứ mỗi lần ông Vương Đình Huệ nhấc chân di chuyển sang chiếc ghế cao hơn, thì ông Đinh Tiến Dũng cũng cứ chám vào đúng chỗ ấy. Điều đó cho thấy giữa ông Vương Đình Huệ và ông Đinh Tiến Dũng đang có mối liên hệ huynh đệ rất rõ ràng. Ở tầng trên, ông Vương Đình Huệ liên kết với ông Nguyễn Phú Trọng tạo thành liên minh khá mạnh. Với bên dưới, ông Vương Đình Huệ và Đinh Tiến Dũng có quan hệ mật thiết với nhau. Làm sao cho những chiếc ghế mà ông Huệ đi qua không rơi vào tay người khác? Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng và Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ đang thất thế ông hơn ông Phạm Minh Chính là không được thân thiện với Bắc Kinh như ông Chính. Tuy nhiên, thông qua mối quan hệ tay ba, Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ và ông Dũng cho thấy Vương Đình Huệ cũng có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh thông qua Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già yếu, rất có thể kiềng ba chân, cần phải có người thay thế. Đấy không ai khác, chính là Vương Đình Huệ. Và câu hỏi đặt ra là ông Đinh Tiến Dũng có phải là một mảnh ghép hoàn hảo hay không trong lúc này? Làm Tổng Bí Thư và kiểm soát hai thành phố lớn nhất nước, thì ông Tổng Bí Thư ở đó trên cơ Thủ tướng. Và nhiệm kỳ 2016-2021, Bí Thư thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải là người được cho rằng của ông Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung được cho là người thân của ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, cho đến trước thềm Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa người của mình thay thế hai vị trí nhất và nhì thành phố, đó là Chu Ngọc Anh và Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, việc nâng ông Huệ vào tứ trụ tạo ra lỗ trống cho vị trí Bí Thư Hà Nội. Và cuối cùng, ông Vương Đình Huệ cũng đã đưa người thân tín của mình vào đó. Có thể nói ông Đinh Tiến Dũng là mảnh ghép hoàn hảo và liên minh giữa Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ, kiên trì nguyên tắc đồng thuận và kinh nghiệm công tác với Đảng, với quy định phức tạp đã giúp ông Nguyễn Phú Trọng ở lại cương vị Tổng Bí Thư khóa 12 khi vượt qua tiêu chuẩn về tuổi và khóa 13 khi tiếp tục vượt qua chướng ngại khó hơn, đó là quy định trong điều lệ Đảng là Tổng Bí Thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Theo bộc bạch của ông thì đây là những tình huống phải làm khi đại hội bầu. Có thể là như vậy. Điều quan trọng là ông đã trở thành người có quyền lực nhất trong Đảng và Nhà nước khi ông kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời đột ngột vào năm 2018
vì một loại virus lạ. Ngoài ra, ông còn là người đứng đầu rất nhiều tổ chức quan trọng của Đảng như Bí thư Quân ủy Trung ương, Hội đồng Quốc phòng An ninh, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, v.v. Ông đã có đủ điều kiện về quyền lực để theo đuổi dự định xây dựng thế lực độc tôn, điểm mới trong văn kiện của Đại hội 13 đã thế. Và sự độc đoán trong công tác nội bộ nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm xáo trộn tổ chức, đang là tác nhân phá vỡ cơ cấu tứ trụ theo truyền thống Bắc Trung Nam, tạo áp lực lên người dân, và bản thân nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không khỏi xáo trộn, tạo rào cản đối với sự phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng. Bí thư Hà Nội ở chiếc ghế rất nóng, 5 năm ngồi ghế này sẽ là 5 năm thử thách. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng đến giữa nhiệm kỳ này thì rất có thể ông Vương Đình Huệ sẽ chám vào chỗ ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông Trọng quá ốm và phải ra đi. Và ông Đinh Tiến Dũng sẽ chám vào chỗ ông Vương Đình Huệ. Còn nếu ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể ngồi tiếp đến hết nhiệm kỳ thì rất có thể kẻ chiến thắng là ông Phạm Minh Chính. Lúc đó, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều xáo trộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021 với bản tin Đinh Tiến Dũng mảnh ghép hoàn hảo cho Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.